ngủ hoàng hậu, lại để cho ta cái này giả thái giám hỗ trợ. Nhĩ thị chư mà ta lại trở thành giả thái giám. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Quy củ cũ, quyển sách bảo đảm dễ chịu, không thoải mái, tác giả đưa ngươi cái bạn gái. Đương nhiên, bạn trai cũng có thể. Thậm chí tác giả mình làm bạn trai ngươi. Thần Châu Đại Lục, tổng cộng có ngũ Đại Cường Hãn Vương Triều, mấy chục chư hầu tiểu quốc ở trong đó lấy đại tần vương triều mạnh nhất, ủng binh mấy triệu, quốc thổ diện tích chiếm 2 phần 5 thần châu đại lục. Lại lấy đại chu vương triều yếu nhất. Nguyên bản đại chu vương triều là gần với đại tần vương triều cường đại hoàng triều. Nhưng từ 3 năm trước đây, trình chiến xa trường chu võ đế bị âm hiểm tính toán sau khi qua đời. Tâm trí còn chưa thành thục tiểu hoàng đế đăng cơ, đại chu vương triều liền lâm vào bốn bể thọ địch hoàn cảnh. Dạng này hoàn cảnh lớn dưới, cái khác bốn đại vương triều đều có chiếm đoạt Đại Chu vương triều ý nghĩ. Mà vì củng cố hoàng quyền, Đại Chu vương triều hoàng đế Chu Nhân đế tại Thần Châu 969 năm đã cưới một vị cường hãn các nước chư hầu vương hầu độc nữ, cùng tồn tại là hoàng hậu, từ đó thu hoạch được vương hầu xuất binh ủng hộ. Thần Châu 969 năm cũng chính là giờ này ngày này. Đại Chu vương triều trong hoàng cung đang tại cử hành trời cưới. Cái gọi là trời cưới, liền là thiên tử hôn lễ. Thiên tử liền là hoàng đế, hoàng đế cưới hoàng hậu. Hôn lễ chẳng diện phi thường lớn, thiên tử hôn lễ cũng làm cho rất nhiều rất nhiều tiểu nhân vật thu được chỗ tốt. Tỷ Như, giờ phút này chính mặc màu đỏ thái giám phục tại Ngự thư phòng đứng gác Ngô Trung Hiền ta vậy mà xuyên qua hơn nữa còn trở thành thái giám ngô trung hiền trước tiên sờ về phía dưới hông đồ vật còn tại đây chính là nam nhân thứ trọng yếu nhất hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó một trận ký ức đánh tới ngô trung hiền lung lay chóng mặt đầu lật xem ký ức hắn giờ mới hiểu được thân phận của mình nguyên lai hắn là đoạt xá một vị thái giám mà lại là tại ngự thư phòng chiếu cố hoàng đế thiếp thân thái giám xem như tương đối được sủng ái đương nhiên hắn chịu là đã qua đời tiên hoàng chu võ đế sủng tân hoàng chu nhân đế xem ở tiên hoàng phân thượng đối ngô trung hiền cũng không tệ liếc nhìn ký ức ngô trung hiền chợt phát hiện không thích hợp các loại cái này tên thái giám không phải cái thật thái giám sao tại sao có thể có kê kê ngô trung hiền kinh ngạc hắn trong trí nhớ có tiền thân chứng bị cắt đứt hình tượng ngủ hoàng hậu, lại để cho ta cái này giả thái giám hỗ trợ. Nhĩ thị chư mạ nhân nghĩa yêu dân chu nhân đế. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ngô Trung Hiền trong đầu phi tốc vận truyền. Lúc trước thân ký ức đến xem. Vị này chu nhân đế đích thật là một vị nhân quân, mặc dù năm gần 19, nhưng từ hắn 3 năm trước đây tiền nhiệm về sau, một lòng vì nước. Chỉ tiếc tuy có trị quốc chi tâm, cũng bỏ ra cố gắng nhưng hắn dù sao tài học còn thấp cũng so ra kém Chu võ đế như vậy bá khí cho tới Chu nhân đế mặc dù là chính thống kế vị nhưng rất nhiều hoàng tử hoàng tôn cũng không phục hắn ý đồ xoán vị cũng không thiếu cũng chính là nội bộ xảy ra vấn đề mới đưa đến Đại Chu vương triều tiến nhập suy si sụp ký Chu nhân đế dù sao không phải Chu võ đế chấn không được những hoàng tử này hoàng tôn còn có những cái kia vương hầu quý tộc đại chu vương triều hệ thống, chỉ có chu võ đế cường đại như vậy võ đế mới có bản lĩnh chấn. Thay cái hoàng đế lại không được, với lại trọng yếu nhất một cái điểm là chu nhân đế không người có thể dùng. Mặc dù là hoàng đế, nhưng chu nhân đế vừa lên đảm nhiệm liền đại đao rộng rãi ngựa đối vương hầu quý tộc xuất thủ. Cho tới tất cả đại thần, thậm chí là võ tướng đều đứng ở mặt đối lập. Chu nhân đế hành vi là đúng đả kích vương hầu quý tộc cho bình dân bách tính cơ hội. Nhưng hắn quá nóng vội, vừa thượng vị còn không có vững chắc vị trí liền đối những này vương hầu quý tộc động thủ, bọn hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng tha thứ. Dù sao, chu nhân đế không phải chu võ đế, bọn hắn cũng không sợ. Cho nên ba năm trôi qua, mặc dù chu nhân đế bởi vì đối bách tính tốt thu được nhân đế xưng hô. Nhưng địa vị lại tràn ngập nguy hiểm trong ngự thư phòng, một thân màu đỏ chót long bào, bảy thước thân cao chu nhân đế đi đến. Cái thế giới này bảy thước, tại ngô trung hiền nhìn ra, cũng chính là 1 mươi 75 tả hữu Không tính thấp, cũng không cao. Nhưng để ngô trung hiền càng thêm chú ý, là chu nhân đế tướng mạo. Không hổ là người hoàng gia A, bảo dưỡng thật tốt, rõ ràng là nam tử, lại trắng nõn như ngọc liền ngay cả tay đều so nữ nhân còn muốn non ngô trung hiền trong lòng suy nghĩ chuyển động đi hành lễ về sau tiếp tục cúi đầu đứng gác từ tiên hoàng sau khi qua đời ngô trung hiền liền bị chu nhân đế phái đến trông giữ ngự thư phòng lý do là bởi vì ngô trung hiền trước kia thường xuyên đi theo phụ hoàng tại ngự thư phòng nghị sự cho nên để hắn ở chỗ này bồi tiếp tiên hoàng lúc ấy ngô trung hiền kém chút coi là chu nhân đế muốn đưa mình đi gặp tiên hoàng đâu bất quá hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều không thể không nói chu nhân đế mặc dù không bá khí nhưng gõ người thủ đoạn cùng hắn lão tử giống như đúc khiến cho ngô trung hiền sợ mất mật ngô trung hiền cũng minh bạch mặc dù mình tại hoàng cung có chút quyền thế nhưng muốn cùng hoàng đế liều vậy căn bản không thể nào người tham tài không có gì nhưng nếu như dám đụng hoàng quyền một đống vương hầu quý tộc cùng đại thần võ tướng sẽ làm ngươi chủ nhân đế ngồi tại chu võ đế đã từng ngồi trên ghế nhìn qua trên bàn một đống một đống tham gia sách nghĩ đến gần mấy ngày nay chuyện phát sinh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một câu phụ hoàng bây giờ quốc gia náo động nhi thần đến cùng nên làm cái gì bây giờ chủ nhân đế đôi môi đỏ thắm giật giật thanh âm rất nhỏ nhưng Ngô Trung Hiền thế nhưng là võ đạo tam phẩm, ngũ giác khác hẳn với thường nhân, tự nhiên là nghe được. Bên cạnh mấy tên thái giám liền không nghe thấy. Đây chính là võ huyệt người cùng người bình thường tranh lệch. Xem ra tiểu hoàng đế áp lực thật không nhỏ a à, hôm nay đêm tân hôn, không có đi động phòng, ngược lại là ở chỗ này giải quyết triều chính. Ngô Trung Hiền trong lòng cảm thán. Đích thật là tốt hoàng đế. Nhân đế danh xưng xứng với chu nhân đế nhắm mắt trầm tư hồi lâu chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía một bên sống lưng đứng thẳng dị thường âm lãnh anh tuấn thái giám thật sự là hắn cùng thái giám không giống nhau khó trách sẽ bị phụ hoàng tin một bề ngô trung hiền chu nhân đế nhẹ nhàng mở miệng bệ hạ thần tại thái giám tự xưng nô tài nhưng ngô trung hiền lại bởi vì tiên hoàng nguyên nhân có thể tự xưng một câu thần đây là địa vị thể hiện, cũng là tôn nghiêm thể hiện. Chủ nhân đế nhìn xem Ngô Trung Hiền, trong mắt mang theo để cho người ta nhìn không thấu ánh sáng, nói ra. Ngô Ái Khanh, người làm tiên hoàng tín nhiệm nhất thần tử. Bây giờ ta đại chu vương chiều ngày càng suy sụp, ngươi nhưng có mưu kế ngăn cơn sóng dữ Ngô Trung Hiền tâm có chút nhảy một cái, lập tức cúi đầu, chắp tay trả lời bẩm bệ hạ quốc gia sự tình thần không dám nói bừa cũng không có bất kỳ cái gì mưu kế chu nhân đế chăm chú nhìn ngô trung hiền cái này tên thái giám quả nhiên cùng phụ hoàng nói thật là một cái giảo hoạt lại thông minh ra hòa sau đó chu nhân đế cũng không hỏi nữa bắt đầu cầm lấy trên bàn tấu chương lật nhìn bắt đầu ngô trung hiền đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra hắn chỗ nào không biết hoàng đế này là đang thử thăm dò mình đâu vừa rồi nếu là ngô trung hiền trả lời có vậy liền chứng minh hắn tự mình nghĩ tới đụng quốc gia chính trị đụng hoàng quyền một tên thái dám muốn loại sự tình này đây không phải là muốn chết sao cho nên coi như ngô trung hiền thật có mưu kế cũng không thể nói có quả nhiên không hổ là con trai của chu võ đế cái này tâm cơ đều có hoàng gia phong phạm ngô trung hiền trong lòng cảm khái phảng phất về tới chu võ đế khi còn sống chu võ đế lúc ấy chính là như vậy thường thường gõ một cái ngô trung hiền hiện tại nhi tử thượng vị lại là giống nhau như đúc thủ đoạn ngô trung hiền cũng là giờ khóc giờ cười thật là một đôi thân sinh phụ tử a lúc hơn phân nửa đêm canh giờ đã là nửa đêm 12 lúc. Ngoài cửa sổ đêm tối lượt trời, ánh sao lấp lánh. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Thiên tử Chu Nhân Đế đang tại mất ăn mất ngủ phê chữa tấu trương. Nếu là lúc bình thường, Chu Nhân Đế mất ăn mất ngủ ngược lại cũng bình thường. Nhưng hôm nay liền không được bình thường. Bởi vì hôm nay thế nhưng là thiên tử đêm tân hôn hoàng hậu đều đã tại tầm cung đợi nửa đêm hoàng đế còn không có nghĩ qua đi động phòng ý tứ cái này phi thường kỳ quái cho dù là ngô trung hiền cũng cảm thấy có kỳ quặc hẳn là hoàng hậu dung mạo không đẹp nhìn ngô trung hiền càng nghĩ chỉ có cái này một cái kỳ hoa lý do trừ phi hoàng hậu xấu xí nếu không hoàng đế vì cái gì không đi viên phòng lý do này là duy nhất khả năng hợp lý bởi vì hoàng đế cùng vương hầu lữ thị nhà là chính trị thông gia trước đó hoàng đế thậm chí chưa thấy qua lữ thị nhà nữ nhi bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng vì củng cố hoàng quyền vì đạt được lữ thị cái này cường đại vương hầu ủng hộ hoàng đế lựa chọn cưới lữ hầu nữ nhi đồng thời lập là hoàng hậu đây là đơn giản nhất trực tiếp còn có hiệu lôi kéo một cái cường đại vương hầu phương pháp cưới lữ hầu nữ nhi liền là kết làm thân gia có thân nhân cái này một mối liên hệ mà đứng lữ hầu nữ nhi là hoàng hậu đây là cho lữ gia quyền lợi chỉ cần đại chu vương triều không ngã lữ gia liền là hoàng thân quốc thích cho nên lữ gia cái này cường đại vương hầu gia tộc tất nhiên sẽ không lại đứng tại đại chu vương triều mặt đối lập thậm chí hắn còn biết liều hết tất cả không cho đại chu vương triều ngã xuống đại chu vương triều không ngã, lữ gia địa vị liền sẽ càng ngày càng cao. Dù sao, lữ gia nữ nhi thế nhưng là đại chu vương triều hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người. Cái thân phận này địa vị, phi thường cao. Đây chính là chính trị thông gia. Ngô Trung Hiền, tại Ngô Trung Hiền suy nghĩ lung tung thời điểm, chu nhân đế đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngô Trung Hiền lập tức đáp thần tại, chậm có thể không thể tín nhiệm ngươi, thần nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, ngô trung hiền lập tức biểu trung tâm. Tốt, như vậy hiện tại, chậm có kiện vô cùng trọng yếu sự tình, bàn giao cùng ngươi, chu nhân đế sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng bắt đầu. Ngô trung hiền tâm không hiểu nhảy một cái, hắn làm sao có loại dự cảm xấu, ngủ hoàng hậu, lại để cho ta cái này giả thái giám hỗ trợ nhĩ thị trư mạ một cái nam nhân tại sao có thể có mùi thơm cơ thể. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, Ngô Trung Hiền đi ra ngự thư phòng về sau, cả người đều là mộng bức. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bệ hạ tại ngự thư phòng cùng hắn phát sinh một kiện khẩn trương sự tình, đồng thời nói lời như vậy. Ngô Trung Hiền, người là chấm phụ hoàng người tín nhiệm nhất, phụ hoàng tại lâm trung thời điểm còn tại nhắc tới tên của ngươi người thật phi thường trung hiền cho nên trẫm cũng hy vọng ngươi có thể trở thành trẫm người tín nhiệm nhất về sau phụ tá trẫm chu nhân đế nói xong thời khắc quan sát ngô trung hiền biểu tình biến hóa nhưng ngô trung hiền toàn bộ hành trình diễn phi thường rất thật nghe được chu võ đế nhắc tới mình danh tự hắn giả bộ như cảm động bộ dáng còn kém lau nước mát ngô trung hiền trong lòng suy đoán đây là chu nhân đế tại khảo thí mình hắn thậm chí suy đoán chu nhân đế có phải hay không biết mình xuyên tạc tiên hoàng di chỉ một chuyện cho nên mới sẽ thăm dò nếu quả như thật là như thế này ngô trung hiền hẳn phải chết không nghi ngờ xuyên tạc thánh chỉ nhẹ nhất đều là chu cửu tộc tội lớn cho nên ngô trung hiền không dám biểu hiện ra mảy may bối rối sợ bị nhìn xảy ra vấn đề bệ hạ về sau có việc ngài cứ việc phân phó Bất cứ chuyện gì, dù là để thần lên núi đao xuống biển lửa, thần đều có thể là bệ hạ làm, Ngô Trung Hiền sục sôi tiên ngôn. Hoàng đế muốn nghe nhất đương nhiên là biểu trung tâm, dù sao không có hoàng đế ưa thích không nghe lời thần tử. Chu nhân đế nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, chằm chằm đến hắn phía sau lưng lông tơ đều nhanh dựng lên. Ngô Trung Hiền suy tư Chu nhân đế rốt cuộc là ý gì? ba năm trước đây đem mình điều đến ngự thư phòng, không cho hắn lại cắm tay hậu cung sự tình, hiển nhiên là vô căn cứ ngô trung hiền. Trước vô căn cứ ngô trung hiền thế, về sau hẳn là động thủ. Cho nên Ngô Trung Hiền đang tiếp thụ tiền thân ký ức về sau, mới có thể tâm thần bất định bất an. Luôn cảm giác Chu Nhân Đế có ý đồ. Chẳng lẽ lại, là quyết định muốn giết ta? Ngay tại Ngô Trung Hiền tâm tư toán loạn thời điểm, Chu nhân đế con ngươi nhẹ nhàng kích động. Quả nhiên cùng phụ hoàng nói, "Thái giám này không đơn giản a." À. Chu nhân đế trong lòng suy tư phụ hoàng Lâm Trung đối nàng đã nói, "Ngô Trung Hiền nhất định phải giết." Hết thảy bảy chữ, Chu nhân đế cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới giết Ngô Trung Hiền. Đối với hoàng đế tới nói, giết tên thái giám lại cực kỳ đơn giản dù là ngô trung hiền tại hậu cung một tay che trời cũng vô dụng bởi vì quyền lợi của hắn là hoàng gia cho hoàng gia muốn thu hồi liền có thể tùy thời thu hồi dù là chu nhân đế chỉ là vừa thượng vị tân đế cũng có thể dễ như trở bàn tay chế tài ngô trung hiền nhưng là chu nhân đế trầm tư hồi lâu vẫn là một bỏ được giết đúng vậy là một bỏ được đầu tiên là bởi vì ngô trung hiền có mưu trí mặc dù Ngô Trung Hiền tại Đại Chu Vương triều cũng không nổi danh, còn kém rất rất xa những cái kia quan văn đại thần. nhưng chỉ có Hoàng gia người mới biết hắn có thực học quản lý phương Nam thủy tai, phương Bắc man di xâm lấn cái này hai chuyện lớn thời điểm quan văn nghĩ không ra biện pháp, nhưng Ngô Trung Hiền ra chín cái diệu kế giải quyết thiên tai nhân họa. đương nhiên thanh danh tốt đều là hoàng đế, không ai sẽ biết ở sau lưng bày mưu tính kế thái giám thứ hai ngô trung hiền cũng có không tệ vũ lực giá trị thứ ba ngô trung hiền đi theo mình phụ hoàng lâu như vậy nhìn thấy ngô trung hiền chu nhân đế cũng có thể nghĩ đến phụ hoàng đã từng còn tại thế tràng cảnh xem như nhớ tình bạn cũ a cho nên chu nhân đế một bỏ được giết ngô trung hiền chỉ là giá không quyền lợi của hắn xem như gõ ngô trung hiền nói cho hắn biết về sau muốn nghe mình chỉ cần có thể giống phụ tá tiên hoàng phụ tá mình, hắn đồng dạng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, đó là cái nhân tài chân chính a, à, không có cách nào. Bây giờ Chu nhân đế không người có thể dùng. Bên người có thể sử dụng nhân tài, ngoại trừ mặt ngoài hoàng gia ngự lâm quân cùng thầm hoàng gia long hộ vệ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một cái đại tướng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn xuất gia phụ hoàng lưu lại viên này ám kỳ chu nhân đế cũng nghĩ qua. Có lẽ phụ hoàng di chỉ bên trong, sở dĩ đề cập chỉ là vô căn cứ ngô trung hiền, mà không có để hắn bồi táng, có lẽ chính là bởi vì như thế. Phụ hoàng là đem ngô trung hiền lưu cho mình dùng. Trong ngự thư phòng, tĩnh đáng sợ, chỉ có chu nhân đế cùng ngô trung hiền hai người rất nhỏ tiếng thở dốc. Hai người đều mang tâm tư, bầu không khí vô cùng khẩn trương ngô trung hiền cũng đang nghĩ có phải hay không chu nhân đế phát hiện mình xuyên tạc thánh chỉ sự tình ngô trung hiền nhớ lại tiền thân xuyên tạc di chỉ sự tình tiền thân thật rất thông minh hắn cũng không có đem di chỉ bên trong tên của mình từ bỏ mà là đem nội dung sửa đổi từ bồi táng tiên hoàng đổi thành để chu nhân đế vô căn cứ ngô trung hiền về sau có thể sử dụng thì dùng không cần liền giết cái tin tức này mặc dù cũng rất nguy hiểm nhưng lại phi thường phù hợp chu võ đế tính cách tiền thân cũng không hổ là cùng theo chu võ đế nhiều năm chó săn đối chu võ đế tính tình giải rất rõ dạng này sửa chữa thánh chỉ chu nhân đế cho dù là nhìn thấy cũng sẽ không có quá lớn hoài nghi nếu như trực tiếp xóa đi tên ngô trung hiền vậy liền không phù hợp chu võ đế tính tình kỳ thật dạng này đến xem tiền thân ngoại trừ không muốn chết bên ngoài đối chu võ đế vẫn là rất trung tâm đó a à, ngô trung hiền đáy lòng cảm thán một câu đúng vậy tiền thân ngoại trừ tham tài tốt quyền bên ngoài cũng không có qua bất kỳ phản bội tâm tư hoàng đế lời nhắn nhủ sự tình cũng tuyệt đối có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này khiến ngô trung hiền không khỏi nghĩ đến hòa thân nhân vật này mặc dù tham tài nhưng có cái nhìn đại cục rất thông minh mà Ngô Trung Hiền thủ đoạn mặc dù đối với địch nhân hơi có điểm tàn nhẫn, cái kia cũng chỉ là bởi vì bị thiến về sau, trở nên có chút trả thù xã hội. Cũng có lẽ là bởi vì bị thiến, không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân, không cách nào nối dõi tông đường, cho nên hắn mới có thể tính cách vạn vẹo muốn thu hoạch được quyền lợi cùng danh vọng. Cùng tiền tài, may mắn Ngô Trung Hiền mình kê kê mọc ra, nếu không thật là có chút sợ mình cũng sẽ tính cách vạn vẹo trong ngự thư phòng, an tĩnh hồi lâu, chủ nhân đế tự hồ rốt cục hạ quyết tâm. Ngô Trung Hiền, về sau ngươi liền theo chẫm, vâng. Tạ bệ hạ long ân, Ngô Trung Hiền lập tức hành lễ. Trong lòng tối buông lỏng một hơi. Xem ra chu nhân đế cuối cùng là tín nhiệm mình. Không có cách người thông minh cuối cùng sẽ quá độ bị đề phòng. Chỉ cần hoàng đế tín nhiệm mình, như vậy Ngô Trung Hiền liền có thể nghịch thiên cải mệnh hắn cái này họa loạn hậu cung thái giám lại trở về. Ngô Trung Hiền cảm giác mình nhịp tim đều ra tốc, lần này là hưng phấn, bởi vì không cần chết. Hoàng đế tín nhiệm mình, không chỉ có không cần chết, có có thể được trọng dụng, bình bộ thanh vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể bị hoàng đế phát hiện phía dưới của mình mọc ra chuyện này. Nếu không liền nguy hiểm, loại sự tình này, không cách nào giải thích bất kỳ một cái nào hoàng đế, chỉ cần là nam, đều khó có khả năng sau khi cho phép cung có giả thái giám. Chủ nhân đế đem thả xuống tấu trương, chậm rãi mở miệng. Ngô Trung Hiền, chậm hiện tại giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ, vâng, ngươi bây giờ đi đông cung, giúp chậm làm một chuyện. Chủ nhân đế để phòng tai vách mạch rừng, dán tại Ngô Trung Hiền bên tai phân phó. Nghe chu nhân đế, ngô trung hiền con mắt có chút trợn to, tựa hồ mười phần chấn kinh. Bất quá, trong lúc khiếp sợ, hắn bén nhạy ngũ giác ngửi được một tia mùi thơm. Từ trên người chu nhân đế truyền đến mùi thơm. Cảm giác giống như là mùi thơm cơ thể. Có thể một cái nam nhân làm sao có thể có mùi thơm cơ thể. Ngô Trung Hiền cũng không nghĩ nhiều, hắn giờ phút này đi ra ngự thư phòng, còn đắm chìm trong chu nhân đế chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ này trong lúc khiếp sợ. Bệ hạ vậy mà để cho ta đi cầm hoàng hậu Lạc Hồng, cái này. Chẳng lẽ hoàng hậu điện hạ thật sự có xấu như vậy? Ngủ hoàng hậu lại để cho ta cái này giả thái giám hỗ trợ. Nhĩ thị chư mạ giả thái giám nhập động phòng, hoàng hậu một choáng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ngô Trung Hiền đi vào đông cung, hoàng đế cửa tầm cung, hít một hơi thật sâu. Có chút do dự, mặc dù bệ hạ nói, hoàng hậu đã bị chuốc say, hắn chỉ cần cầm một cây gậy cẩn thận từng ly từng tí xuyên phá hoàng hậu, sau đó cầm tới dính máu lạc hồng bố. Ngô Trung Hiền nghe được nhiệm vụ này thời điểm, kém chút kinh lên tiếng. Mẹ nó, còn có loại này thao tác lão bà của mình hơn nữa còn là hoàng hậu a đây chính là tương lai mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu thế mà để một tên thái giám đi lấy một máu đương nhiên ngô trung hiền suy tư hồi lâu hắn hiểu được cũng bởi vì ngô trung hiền là thái giám cho nên hoàng đế mới có thể để hắn đi bởi vì thái giám hắn không có cách nào lục hoàng thượng cho dù là lấy máu cũng chỉ có thể dùng cây gậy tiếp theo chu nhân đế chỉ sợ còn có một số khảo nghiệm ngô trung hiền hương vị nếu như ngô trung hiền nghe lời bí mật này liền sẽ không truyền đi như vậy ngô trung hiền liền có thể dùng không thể không nói ngô trung hiền cho là mình xem nhẹ chu nhân đế hắn rất thông minh hắn mưu trí không thấp a à, cùng trong mắt ngoại nhân đơn thuần hoàng đế hoàn toàn khác biệt chu nhân đế dấu thật sâu a à, ngô trung hiền nhịn không được cảm thán ba năm này ngụy trang nghĩ đến chu nhân đế hẳn là cũng tại bố cục từng bước một vững chắc hoàng quyền hắn sở dĩ thượng vị về sau liền trước tiên công kích vương hầu quý tộc liền là giả trang ra một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu nhưng ta muốn làm cái nhân đế đơn thuần người thiết dạng này tất cả mọi người đều coi là nhân đế chỉ là cái một lòng muốn làm tốt hoàng thượng nhưng trên thực tế rất ngu rất đơn thuần hài tử liền ngay cả tiền thân ngô trung hiền như thế đa mưu túc trí đại thái giám đều tin tưởng nhưng là tất cả mọi người cũng không biết chu nhân đế nhân nhưng thật ra là giả vờ hắn đơn thuần cũng là ngụy trang bởi vì chỉ cần nhân đế đơn thuần những hoàng tử kia hoàng tôn liền sẽ không như thế nhanh phản loạn liền sẽ cho nhân đế ngồi vững vàng hoàng đế vị trí thời gian thật là một cái tên đáng sợ ngô trung hiền từ xuyên qua tới đến bây giờ vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền thể nghiệm được cái gì gọi là hoàng gia tâm cơ quá sâu tâm cơ của những người này thật là đáng sợ thả một cái đầu óc chuyển hơi chậm một chút người có lẽ đã nguội cũng chính là hắn Ngô Trung Hiền đầu óc xoay chuyển nhanh, mới có thể có đến chu nhân đế tín nhiệm. Không hổ là ta à. Ngô Trung Hiền tự luyến suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía trước hoàng hậu cửa tầm cung. Hôm nay trong đông cung thế mà một người thị vệ, một tên thái giám, thậm chí một cái thị nữ đều không có. Xem ra chu nhân đế sớm đã có chuẩn bị, đem tất cả mọi người đều điều đi liền là tránh cho bị người nhìn thấy hắn muốn làm chuyện xấu xa. Xem ra cái này hoàng hậu hẳn là xấu vô cùng, nếu không chu nhân đế cũng sẽ không muốn dùng loại phương thức này đến làm bộ mình hoàn thành đêm động phòng sự tính. Ngô Trung Hiền đương nhiên biết hoàng đế muốn lạc hồng nguyên nhân. Coi như hoàng hậu lại xấu, nhưng sau lưng nàng lữ ra dù sao cũng là cường hãn vương hầu, chu nhân đế cưới liền muốn tận hắn một cái trượng phu nên tận trách nhiệm bao quát động phòng hoa trúc nhưng chu nhân đế đẹp trai như vậy đẹp trai nam nữ ăn sạch loại hình khẳng định trướng mắt xấu vô cùng nữ nhân thế là hắn chuốc say hoàng hậu sau đó phái thái giám cầm lạc hồng ngụy trang mình hoàn thành đêm động phòng dạng này nhiệm vụ liền hoàn thành với lại không có bất kỳ người nào biết chỉ là chu nhân đế nghìn tính vạn tính cũng không có khả năng biết ngô trung hiền cái này bồi tiên hoàng nhiều năm đại thái giám bây giờ đã không phải là thái giám đương nhiên coi như không phải thái giám ngô trung hiền cũng không có khả năng đem lần thứ nhất cho xấu bức nữ nhân liền xem như hoàng hậu cũng không được ngay cả chu nhân đế đều không thể đi xuống sâu cần thái giám hỗ trợ nữ nhân đoán chừng xấu đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được rồi chấp nhận một cái chống đỡ qua cửa ải này khảo hạch chu nhân đế liền triệt để tin tưởng ta trung thành ngô trung hiền giơ lên trong tay kim sắc nhỏ bồng hơi khẽ hít một hơi đẩy ra đông cung đại môn đi vào đông cung đập vào mắt chính là một chút không nhìn thấy đầu hoa lệ tẩm cung đây chính là hoàng gia a một cái tẩm cung cũng có hơn ngàn bình phương đương nhiên làm mẫu nghi thiên hạ tẩm cung của hoàng hậu cũng là hợp lý còn tốt Ngô Trung Hiền trước kia tới qua, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đi tới trong Đông cung bộ để đặt giường phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ đều răng đèn kết hoa, vui mừng cực kỳ. Mà tại cái kia long trên giường, hoàn toàn chính xác có một bóng người chính gục ở chỗ này ngủ. Nàng ngay cả trên đầu khăn voan đều không có lấy xuống. Xem ra là thật xấu chủ nhân đế cái này bức ngay cả khăn voan đều không lấy liền chạy đi ngự thư phòng trốn tránh, ngoại trừ hoàng hậu xấu, ngô trung hiền thật nghĩ không ra lý do thứ hai. Về phần hoàng thượng phương diện nào không được loại hình sự tình, tuyệt không có khả năng. Đây chính là cao võ thế giới, chữa bệnh cũng rất mạnh. Nhất là hoàng gia, có một đống ngự dụng thái y, trên cơ bản chiêu mộ đại chu cảnh nội tất cả nghiêu bức bác sĩ đừng nói là phương diện nào không được dù là ngươi gãy mất đều có thể cho ngươi tiếp bắt đầu liền là sâu như vậy hoàng hậu nương nương ngô trung hiền đi đến bên giường thận trọng kêu lên lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng một thân phượng bào thấy không rõ khuôn mặt hoàng hậu nương nương thăm dò mấy lần không có động tĩnh xem ra thật ngủ thiếp đi ngô trung hiền nhẹ nhàng thở ra Hoàng hậu nương nương dáng người thật giỏi a, à, cũng không biết mặt đến cùng có bao nhiêu xấu, mới có thể dọa chạy Chu nhân đế, Ngô Trung Hiền đánh giá hôm nay tân nương tử, Hoàng hậu nương nương. Không thể không nói, che kín khăn voan đến xem, vóc người này là thật tuyệt. Tối thiểu 1.7 thân cao, cơ hồ cùng Chu nhân đế cao không sai biệt cho lắm. Nữ nhân 1.7, chân kia khẳng định là đôi chân dài cho nên chỉ cần không mập dáng người tất nhiên là tuyệt đỉnh tốt như vậy dáng người tắt đèn không tùy tiện bên trên ngô trung hiền đáy lòng không khỏi nghĩ đến kiếp trước kinh điển lời nói chỉ cần vóc người đẹp dù là phượng tỉ mặt cũng không sợ tắt đèn chính là khả năng chu nhân đế làm hoàng đế không thiếu sắc đẹp tự nhiên cũng liền đối nhan chị bắt bẻ một cái đi ngô trung hiền chỉ có thể não bổ lý do này sau đó hắn đem thả xuống cây gậy chuẩn bị là hoàng hậu nương nương cởi áo nới dây lưng hoàn thành hôm nay đêm động phòng hoa trúc hoàng hậu nương nương xin lỗi đây là mệnh lệnh của bệ hạ không trách ta ngô trung hiền lên giường rồng lầm bầm đưa ra tội ác hai tay nhưng cổ đại phượng bào thật khó thoát ngô trung hiền nghiên cứu nửa ngày không tìm được thuận tiện giải khai địa phương không trách ngô trung hiền cái này liền xem như trí nhớ của đời trước bên trong cũng không có. Cũng thế, dù sao tiền thân là tên thái giám, làm sao có thể có thoát nữ nhân váy kinh nghiệm. Cho nên Ngô Trung Hiền có chút đau đầu. Tính toán, mặc kệ nó, đến lúc đó lại không trách ta. Ngô Trung Hiền cắn răng một cái, vận chuyển nội lực, trong tay đột nhiên bắn ra mấy cây ngân châm, trực tiếp đối phượng bào hoạt động mấy lần đem phượng bào trong nháy mắt xé rách trở thành bảy tám khối lớn nhỏ không đều vải rách. Xé nát quả nhiên là nhanh nhất cởi áo phương pháp. Vóc người này, quả nhiên không hổ là hoàng hậu nương nương. Ngô Trung Hiền nhìn xem hoàng hậu nương nương có lồi có lõm thân thể, mặc dù chỉ là phượng bào không có, còn có khỏa áo, nhưng vóc người này đã phi thường tuyệt ngô trung hiền đã cảm giác được đệ đệ có ý tưởng ngay tại ngô trung hiền muốn tiến hành bước kế tiếp làm khỏa áo thời điểm hắn đột nhiên cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ đây là tới từ người luyện võ giác quan thứ sáu ngô trung hiền vội vàng hướng về sau né tránh sau một khắc chỉ thấy một cây trủy thủ xẹt qua ngô trung hiền lúc trước đứng long sập vị trí chậm một bước ngô trung hiền đầu liền rơi mất Ngô Trung Hiền mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía bắn ra chỉ thủ Hoàng hậu nương nương. Không sai, Hoàng hậu nương nương căn bản không có hôn mê. Nàng đứng lên, ngủ Hoàng hậu, lại để cho ta cái này giả thái giám hỗ trợ. Nhĩ thị trư mạ Hoàng hậu nương nương cũng là cao thủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Người là người phương nào? lại dám đối bản cung làm như thế hạ lưu sự tình, làm thật không sợ bị chu cửu tộc, hoàng hậu nương nương mặc dù chỉ mặc khỏa áo, đỉnh đầu khăn voan, nhưng khí thế rất mạnh. Đã có mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu bá khí, ngô trung hiền trong lòng kêu khổ, con em ngươi, đã nói xong hoàng hậu nương nương là hôn mê đây này. Cái này không chỉ có một hôn mê, ngược lại là cao thủ. Liền từ xuất thủ lực lượng đến xem, ít nhất là ngũ phẩm võ giả mặc dù khoảng cách ngô trung hiền cái này tam phẩm cường giả còn kém nhiều lắm nhưng phóng nhãn giang hồ đã là cường giả nhất lưu càng quan trọng hơn là thân phận của nàng vẫn là hoàng hậu nương nương thân phận ra chỉ dưới nàng võ huyệt liền càng thêm trói sáng ngô trung hiền cũng không dám tùy tiện động thủ mà là chắp tay hành lễ hướng hoàng hậu giải thích nói hoàng hậu nương nương thần là phụng mệnh mà đến Ngô Trung Hiền lời còn chưa nói hết, hoàng hậu tay cầm chỉ thủ, đã tới trước người hắn. Sắc bén chỉ thủ thẳng đến Ngô Trung Hiền cái cổ. Ngô Trung Hiền sắc mặt bình tĩnh, cái cổ có chút sau này hai thốn, né tránh một kích chí mạng, sau đó hai ngón tay dễ như trở bàn tay kẹp lấy chỉ thủ. Khăn voan dưới, nữ nhân một chương tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia chấn kinh. Tam phẩm võ giả nhưng sau đó, hoàng hậu trong nháy mắt lui lại mấy bước, lui về giường rồng, thuận tay kéo màu đỏ đệm chăn, che khuất thân thể. Ngươi là thái giám, ngươi một thái giám lại dám tại hậu cung khinh bạc hoàng hậu. Tội nên trí tử, hoàng hậu nương nương lạnh như băng nói. Thanh âm của nàng rất êm tai, chỉ là mang theo sát khí rất nặng. Ngô Trung Hiền cũng không biết nên giải thích thế nào nhưng nếu như hôm nay hắn kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn bị hoàng thượng trừ đi như vậy một kiện việc nhỏ đều kết thúc không thành đa mưu túc trí chu nhân đế còn biết trọng dụng mình sao ngô trung hiền sầm mặt lại lúc này hạ quyết định dù sao là hoàng đế mệnh lệnh mình chỉ là chấp hành hắn cược hoàng hậu nương nương xin lỗi ngô trung hiền tiếng nói vừa ra thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt đi vào long trên giường Hoàng hậu kinh hãi, còn chưa kịp gọi, liền bị Ngô Trung Hiền một trưởng đánh trúng cái cổ ngất đi. Ngô Trung Hiền thuận tay chặn ngang ôm lấy Hoàng hậu nương nương, miễn cho nàng ngã sấp xuống. Hoàng hậu một mét bảy thân cao, Ngô Trung Hiền một mét tám sáu, hoàn toàn có thể nắm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cảnh giới nghiền ép. Ngô Trung Hiền một tay quỳ hoa thần công, đã luyện đến mức lô hỏa thần thanh. Không sai, tiền thân luyện liền là nghe bắt đầu cùng Quỳ Hoa Bảo Điển phi thường giống Quỳ Hoa Thần Công. Bao quát sử dụng nội công phương pháp đều rất giống, đều là dùng ngân châm bổ sung chân khí. Bất quá lấy Ngô Trung Hiền cảm giác, Quỳ Hoa Thần Công muốn so trong phim ảnh Quỳ Hoa Bảo Điển cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Quỳ Hoa Thần Công bao hàm võ học rất nhiều. Như cùng hắn vừa rồi Quỷ Mị Thuấn Di bộ pháp, liền gọi Quỳ Hoa Thần Bước luyện tới đỉnh phong cảnh giới, một hơi ở giữa có thể xê dịch hơn trăm mét. Ngô Trung Hiền ôm hoàng hậu nương nương, vừa muốn đem nàng đem thả xuống, kết quả bởi vì là hoàng hậu ngất đi nguyên nhân, nàng đầu mất đi trèo trống, lệch ra xuống dưới. Điều này sẽ đưa đến công tre đầu đột nhiên rơi xuống. Sau đó, một chương tuyệt khuôn mặt đẹp xuất hiện ở trong mắt Ngô Trung Hiền không cách nào dùng ngắn gọn ngôn ngữ hình dung gương mặt xinh đẹp này bên trên ngũ quan đẹp đến mức tìm không ra một chút vấn đề khuôn mặt làn da trắng nõn như bạch ngọc ngô trung hiền lần thứ nhất tin tưởng nguyên lai like trong tiểu thuyết miêu tả nữ chính trắng nõn như ngọc ngũ quan không có thể bắt bẻ miêu tả là thật đẹp đến mức ngô trung hiền đều tâm nhảy một cái chờ một chút hoàng hậu nương nương làm sao lại xinh đẹp như vậy ngô trung hiền đột nhiên ý thức được vấn đề lớn mình trước đó một mực não bổ hoàng hậu nương nương rất xấu cho nên chu nhân đế mới không nguyện ý động phòng có thể thấy được hoàng hậu nương nương hình dáng liền ngay cả hắn một tên thái giám cũng nhịn không được động tâm hoàng thượng thế mà không đến động phòng không đúng ta bây giờ không phải là thái giám ngô trung hiền lắc đầu hắn nghĩ ví tơ ít có điểm bị tiền thân ký ức ảnh hưởng tới chờ sau này dung hợp những ký ức này liền sẽ không như vậy như vậy vấn đề tới đã hoàng hậu nương nương rất xinh đẹp như vậy vì cái gì chu nhân đế không đến động phòng chẳng lẽ lại hắn là cong không thích nữ nhân ngô trung hiền càng nghĩ lại tìm đến một cái trước đó căn bản sẽ không nghĩ tới khả năng chu nhân đế có long dương chuyện tốt tê tương đương nghĩ tới đây ngô trung hiền một cái lạnh run nếu như chu nhân đế có long dương chuyện tốt, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, sẽ không bị để mắt tới a." À. Ngô Trung Hiền đột nhiên có chút luống cuống. "Nếu như hoàng đế cùng thái giám nói, ta muốn ngươi." Thái giám có thể cự tuyệt sao? "Không thể a, à. đây chính là hoàng quyền thời đại, một tên thái giám làm sao có thể cự tuyệt hoàng đế bệ hạ?" làm, chu nhân đế không phải là thật coi trọng ta, cho nên mới không có giết ta đi, ngô trung hiền đột nhiên có chút muốn chạy trốn. Thoát đi hoàng cung, nhưng này cơ bản không có khả năng. Nếu như phản bội chạy trốn, ngô trung hiền đối mặt chính là một cái vương triều truy chi sát. Với lại, có thể đi ra hay không kinh thành đều khó nói. Không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể cầu thả lấy phát dục. Ngô Trung Hiền nhìn về phía mê man hoàng hậu nương nương xem ra muốn trước xong thành chu nhân đế nhiệm vụ lại nói ngô trung hiền cầm lấy kim côn nhìn một chút đây là hoàng đế cho hắn để hắn dùng cây gậy dù sao cũng là cho hoàng hậu nương nương dùng khẳng định không phải phổ thông gậy gỗ đây chính là thuần kim nhưng ngô trung hiền cảm thấy dùng cái này đối hoàng hậu nương nương không quá tôn trọng bệ hạ ngươi chỉ là để cho ta dùng cây gậy cầm lạc hồng cũng không có nói nhất định dùng cái này cây gậy a à, ngô trung hiền nói xong buông xuống kim côn sau đó ở phía dưới chảy tốt vải trắng tiếp đó liền là không thể miêu tả sự tình mãi cho đến rạng sáng bên ngoài mặt trời đều nhanh muốn thăng đi lên ngô trung hiền cái này mới phản ứng được hắn trầm mê vui vẻ muốn quá thời gian nếu là chu nhân đế trở về thấy cảnh này tuyệt đối phải xử lý hắn ngô trung hiền vội vàng thu thập một phen mặc quần áo xong cầm lấy lạc hậu liền chuẩn bị rời đi thế nhưng là đi tới cửa hắn lại trở về đến kim côn dính lướt nước cùng máu nếu không không thể gạt được chu nhân đế cái này thông minh tiểu hoàng đế hoàng hậu nương nương nguyên lai ngươi nơi này có bớt ta sẽ nhớ một đời ngô trung hiền lầm bầm cái này tuyệt mỹ hoàng hậu là ngô trung hiền kiếp trước kiếp này làm người hai đời một nữ nhân đầu tiên hắn đời này khẳng định là không quên được chỉ là ngô trung hiền cũng biết bọn hắn nhất định không có khả năng cùng một chỗ hơi khẽ hít một hơi ngô trung hiền mang thất vọng mất mát tâm tình rời đi vẫn là không động tình tốt nhất nếu không liền là uy hiếp a à, ngô trung hiền lắc đầu ý đồ để cho mình quên mất tối hôm qua chuyện phát sinh Bất quá, Ngô Trung Hiền lại cảm thán, người luyện võ quả nhiên thể chất siêu cường. Ngô Trung Hiền tính một cái, từ nửa đêm đến rạng sáng, chọn vẹn 5 tiếng. Hắn hiện tại thế mà còn tinh thần sung mãn. Kinh khủng như vậy thể chất, còn có hoàng hậu nương nương cũng đồng dạng là tu luyện người. Liền là đáng tiếc hôn mê. Bất quá, hoàng hậu nương nương khẳng định một Ngô Trung Hiền cường chính là trong đầu suy nghĩ miên man, Ngô Trung Hiền trở về cùng Chu Nhân Đế phục mệnh đi. Mà một bên khác trong Đông Cung, thẳng đến đại buổi trưa đau nhức toàn thân vô lực Hoàng hậu nương nương mới tỉnh lại. Nàng chuyện thứ nhất liền là đầy dẫy sát khí, kêu gọi cung nữ.